Cửa hàng âm thanh số đồ đó xin kính chào an toàn thể các bác yêu âm thanh trên mọi miền đất quốc nha à, Vâng trước mà các bác đây là một lô loa K à, Pro Audio à, Một trong những thương hiệu đến từ Nhật Bản à, Nếu các bác nhìn qua cái dòng loa K này á à, hay Mọi người hay gọi là KK đấy Đấy thì nó sẽ rất là giống những dòng loa Pro Audio hay là cũng gần giống như loa BB2012 đúng không ạ Cái form nó rất là giống từ nước sơn luôn từ kiểu e gần, giống luôn Thì các bác là tất cả nó đều là do hệ thống Pro Audio sản xuất các bác nha Đấy thì hôm nay em sử dụng nó các bác từ trưa rồi Em Xuân có tổng cộng là là bao nhiêu ạ? Là có 8 cặp. Đấy. Thì loan này hiện tại trên thị trường á, đang bán với giá đâu đó tầm khoảng trên 11 triệu một đôi. Thì em Xuân có 8 cặp, hôm nay em Xuân sẽ bán rẻ rất là rẻ bác. Đấy. bán giá chỉ vài triệu một đôi thôi. À, tại nhiều người sẽ hỏi tại sao vài triệu là bao nhiêu? Báo giá luôn đi ạ. Thì thật với các bác cái này cũng thông cảm đồng em Xuân. Đó là em Xuân á, bán thành lý giá rẻ, không lấy công cắn gì cả thì cái giá khuyến mãi ấy, bán ra nó rất là ảnh hưởng nếu không khai ra ấy, thì nó thật là nó ảnh hưởng đến những anh em khác bán hàng nữa bởi vì đô loan người ta đang bán hơn một triệu triệu giờ mình bán xuống mấy triệu cái tự nhiên là người ta không bán nữa người ta chửi cho mình thứ hai là sau này nó ảnh hưởng sau này bán hàng nữa cho nên là cho em xin phép Những anh em nào có nhu cầu mua thực sự đôi loa này thì hãy liên hệ với em xuân theo số điện thoại ở phía dưới màn hình đây 0903 0405 bác nha và em quay lại vấn đề chính đôi loa này thì hiện tại bây giờ bác biết rồi mà đôi loa rất là đẹp tất cả đôi loa này hiện tại em xuân chưa từng vệ sinh bất cứ một cái gì đang để nguyên mộc mới mang ở kho về như nào để nguyên như vậy xong các bác một đôi loa này rất là hay em xuân bán bao hay dùng thử trong vòng một tuần các bác dùng chơi không thích trả lại hàng lấy tiền về không thiếu một đồng các bác nha một loạt cực chất lượng các bác nhìn bên ngoài này rất đẹp luôn cái kiểu dáng loa rất là đẹp rất là cứng cáp nhìn nó cao giáo rất là sang các bác ạ từng cái gân mọi thứ đây các bác nhìn đây à, sử dụng cho mình một con tép một con tép rất là đẹp một con tép của hãng BNC D250 8 em thật với các bác là với cái giá em bán ra nó còn rẻ hơn loa của cửa loa một phun khói luôn các bác biết là một đô bây giờ đang lửa các bác cả chục triệu, em bán chỉ vài triệu đô la này thôi. Nhưng chứng thứ các bác hàng xịn, dùng với sướng. Đấy. Bát rất là đẹp luôn, bát rất là đẹp các bác ạ. Bát cực kỳ đẹp luôn. Đấy, côn 75.5, màng cực kỳ đẹp, gần hai sóng gần đồng, cực kỳ đẹp, rốn chắc. Bác nhìn này, nhất căng luôn các bác nhá. Đấy, phần tần phải nói là rất đẹp luôn. Công suất của một chiếc loa này á đó là 400W cho một chiếc các bác nha. 400W công suất làm việc cho một chiếc loa. Và tất cả mọi thứ em bán ở bắt là bao tất cả mọi thứ luôn. Bao zin, bao xịn, bao ngon, bao hay, bao đẹp tận hoàn toàn luôn. Đôi loa này ngày mai em uh, em sẽ cho vệ sinh và lên sóng các bác. Uh, chắc là nhiều người sẽ rất là tò mò về chất âm của nó đúng không ạ? Thực sự cái chất âm của nó các bác yên tâm, em Xuân bao dùng thử cho một tuần này, chắc chắn đôi loa là phải hay để em Xuân mới dám làm điều đó. Nếu một đôi loa không hay em Xuân không dám làm. Và ngày hôm nay cái cơ hội để các bác mua một đôi loa giá rẻ rẻ như lo lắp ráp, rẻ như lo hương yên, rẻ như lo cửa lò Nhưng chất lượng các bác sẽ được mua vào đồ hàng bãi xịn, một thương hiệu nổi tiếng Và chất lượng thì các bác đã biết rồi Đấy, và ngay bây giờ đây, anh như